Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 18 tháng 1 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Khai trương trung tâm báo chí và họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đã được ban tổ chức giải đáp. Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của miền Trung. Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vùng Wallonie-Bruxelles tích cực hỗ trợ Việt Nam phục hồi kho di sản tư liệu. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 18 tháng 1, Ban tổ chức Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo thông tin về Đại hội 12 của Đảng. Phát biểu tại buổi họp, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị đại hội được Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, đến nay đã hoàn tất. Đại hội 12 của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 này tại Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên của cả nước. Tại đại hội này, Đảng sẽ tập trung đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. Tại cuộc họp báo, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết, đại hội lần này sẽ thảo luận thông qua các văn kiện quan trọng, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 11, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11, báo cáo về tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa 11 và đề xuất bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng nếu có. Báo cáo việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Theo đồng chí Đinh Thế Huynh, công tác chuẩn bị đại hội được Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, đến nay đã hoàn tất. Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm mới của văn kiện Đại hội 12, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, điểm mới của các văn kiện thể hiện ngay trong chủ đề và trong nhiều nội dung của văn kiện. Chủ đề của văn kiện lần này cũng có bổ sung một số điểm mới. Cùng với cái việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thì lần này trong chủ đề là đã nêu rõ là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cái mục tiêu lần này cũng không nêu lên cái mốc là đến thời gian nào thì chúng ta sẽ trở thành được công nghiệp theo hướng hiện đại, mà là đưa cụm từ là phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Về kinh tế, dự thảo đại hội là đã nêu lên là tích cực đổi mới cái mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Về xây dựng Đảng thì chú trọng phần việc tiếp tục kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, thì trong đó có cái phần là đẩy mạnh cái việc mà chống suy thoái về tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức. Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng đã trả lời sự quan tâm của báo chí về những thông tin liên quan đến nhân sự phát tán trên mạng. Sau hội nghị Trung ương 14 có một số thông tin về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Tuy nhiên, chúng ta không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn công tác nhân sự của Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12 của Đảng được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình và đúng quy định của Đảng. Việc nhân sự Ban chấp hành Trung ương, các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng thì sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của Đại hội. Và Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Liên quan đến sự quan tâm của báo chí về dự kiến số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa mới, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, theo đề án chuẩn bị nhân sự, dự kiến Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tuy nhiên, số lượng cụ thể Ban chấp hành Trung ương khóa mới phải chờ đại hội thảo luận và quyết định. Tại cuộc họp báo, Ban tổ chức đại hội cũng cho biết, Đại hội 12 của Đảng với sự tham dự của 1.510 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 197 đồng chí ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa 11, chiếm tỷ lệ 13,05%. Đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 đồng chí, chiếm tỷ lệ 86,09%.
đại biểu chỉ định là 13 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,86%, đại biểu có trình độ đại học là 99,9%. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng sẽ bắt đầu tại Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại của cả nước, được các tầng lớp nhân dân chờ đợi. Và kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục tinh thần đổi mới nhằm tạo thêm được những động lực to lớn cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Trước thềm đại hội, nhiều người dân mong muốn đại hội lần này Đảng sẽ tiếp tục tinh thần đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa về tư duy quản lý kinh tế, đặc biệt hoàn thiện về thể chế nhằm tạo động lực để các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp có thể phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thì cũng rất mong muốn lần này đại hội lần này làm sao mà đại hội thành công rồi, sau đó là đưa ra được những cái đường lối chính sách, nhất là trong chính sách về kinh tế, để làm sao cho các tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp tư nhân, để rồi được phát triển một cách gọi là có điều kiện để phát triển tốt hơn. Mà bây giờ là đã đến lúc phải rất thiết thực rồi. Làm cho người dân hiểu, doanh nghiệp hiểu là nên làm với ai, làm cái gì, làm thế nào. Thế rồi các cơ quan nhà nước là phải xem xét lại các văn bản pháp quy để mà có thể cởi trói cho doanh nghiệp. Cũng rất mong rằng cái việc mà cấu trúc lại cái nền kinh tế Việt Nam cũng như là tạo cái động lực cho nó tăng trưởng nhanh, sử dụng đúng mức những cái nguồn lực quốc gia cho những cái nơi nào mà có thể là sử dụng nó một cách hiệu quả nhất là một cái điều hết sức quan trọng để mà chúng ta có thể thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Trong cái văn kiện lần này có một cái câu rất là quan trọng, tức là lần đầu tiên Đảng mình coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Có lẽ là trong suốt cả một quá trình từ lúc là công nhận có cái nền kinh tế tư nhân và bây giờ công nhận là kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước thì nó là một bước tiến lớn. Tại sao ở một số nước thì kể cả những vấn đề quan trọng như là sản xuất vũ khí, như là những cái ngành công nghiệp mà thiết yếu đối với nền kinh tế, người ta vẫn để cho tư nhân phát triển và phát triển tốt được. Các tầng lớp nhân dân cũng mong muốn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ thảo luận và có những quyết định đúng đắn để khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo quản lý mà dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ ra, đồng thời thống nhất được các giải pháp để giải quyết dứt điểm các yếu kém, tạo đột phá để giữ vững và đẩy mạnh nhịp độ phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội. Ngày 18 tháng 1, hai dự án giao thông lớn đã được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12. Đó là dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án nút giao thông trung tâm quận Long Biên, Hà Nội. Ngày 18 tháng 1, dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã vinh dự được lựa chọn là một trong 10 công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12. Đây là dự án cao tốc được xây dựng hiện đại nhất Việt Nam hiện nay và có vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực, là con đường huyết mạch nối thủ đô Hà Nội với cảng biển lớn nhất miền Bắc. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 105 km với tổng mức đầu tư 45.000 tỷ đồng. Cùng ngày, lễ thông xe kỹ thuật cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên và nghi thức mở biển tên công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cũng đã diễn ra. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, là một trong những nút giao thông lớn nhất thủ đô, bao gồm một cầu vượt quốc lộ 5 đi cầu Đông Trù dài hơn 800 m, 6 làn xe rộng 26 m và hệ thống đường nội đô. Dự án là mắt xích nối hai hệ thống giao thông quan trọng là hệ thống giao thông các tỉnh miền duyên hải phía Bắc và hệ thống giao thông các tỉnh phía Tây, Tây Bắc Việt Nam, đồng thời góp phần khép kín vành đai 2 của Hà Nội. Những năm trở lại đây, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vóc dáng của một trung tâm công nghiệp miền Trung. Nếu như cách đây 5 năm, địa phương này thu ngân sách chưa đầy 2.000 tỷ đồng, thì đến năm 2015, con số này đã tăng gấp 6 lần, đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Khu liên hợp gang thép Formosa, chuỗi cảng biển và nhà máy nhiệt điện nằm trong khu kinh tế Vũng Áng, một trong năm khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước, chính là những động lực quan trọng giúp cho công nghiệp của Hà Tĩnh bứt phá.
Đây là mẻ thép cuộn cán nóng đầu tiên vừa được cho ra lò tại khu kinh tế Vũng Áng. Sau hơn 7 năm thi công xây dựng khu liên hiệp gang thép Formosa Hà Tĩnh, nơi có xưởng luyện thép hiện đại nhất Đông Nam Á. Lần đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công thép cuộn cán nóng, sản phẩm quan trọng nhất của ngành thép. Trước đây, mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu hơn 10 triệu tấn loại này. Đây là sản phẩm thép cuộn cán nóng đầu tiên của tập đoàn Formosa. Chúng tôi hy vọng sản phẩm của mình sẽ phát triển tốt ở thị trường Việt Nam, sau đó sẽ xuất khẩu đi Đông Nam Á. Những ngày đầu năm, khu kinh tế Vũng Áng cũng đã đón an toàn con tàu Divinus của Anh cập cảng nước sâu Sơn Dương. Với tải trọng 174.000 tấn, đây là tàu có tải trọng lớn nhất từ trước đến nay cập cảng Việt Nam. Sự ra đời của sản phẩm thép đầu tiên hay hệ thống cầu cảng hiện đại bậc nhất Việt Nam với công suất bốc xếp lớn là những trái ngọt đầu tiên tại khu kinh tế Vũng Áng. Về năng lượng, các dự án nhiệt điện sau khi hoàn thành sẽ có tổng công suất chiếm tới 35% điện năng quốc gia. Tôi đánh giá là cái cách đi là bền vững. Từ phát triển công nghiệp, tác triển khu kinh tế, khai thác thế mạnh và kể cả phát triển về nông nghiệp, tức là cái tư duy tái cơ cấu kinh tế của lãnh đạo và của địa phương đang làm, cái đó mới là quan trọng. Phát triển khu kinh tế Vũng Áng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế là một trong những nội dung trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, một khi đã xác định đó là động lực để phát triển kinh tế, thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt và tập trung cao nhất. Từ người dân cho đến doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có một quan điểm nhất quán là phải ưu tiên cho phát triển khu kinh tế Vũng Áng. Để tạo ra một sự đồng thuận, nhân dân đồng tình, để sức mạnh của dân là quan trọng nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là tập trung cao nhất cho cả các hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp khi vào đến khu kinh tế Vũng Áng là thấy đây là cái điểm đến cơ hội đầu tư rất tốt. Phát triển công nghiệp để chính là phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân. Người dân ở vùng bây giờ gọi là thị xã Kỳ Anh ấy, thì đời sống được nâng lên chính là nhờ của dự án này. Và thu ngân sách tăng lên của dự án này là ưu tiên trở lại đầu tư người dân. Thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển đột phá của Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ 2010-2015. Thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18%, huy động gần 300.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Bước vào nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh đang quyết tâm vươn lên để hướng tới một sự phát triển bền vững. Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 18 tháng 1 năm 1950, ngày 18 tháng 1 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc cũng đã trao đổi điện mừng với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Nổi bật trong phần tin tiếp theo, ra mắt Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan tới người khuyết tật tại Việt Nam. Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vùng Wallonie-Bruxelles tích cực hỗ trợ Việt Nam phục hồi kho di sản tư liệu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 1, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đã chính thức ra mắt với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 10 năm 2015. Hiện Việt Nam có khoảng 7,2 triệu người khuyết tật từ 5 tuổi trở lên, chiếm 7,8% dân số. Trong đó, người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng chiếm khoảng 28,9%. Dự báo số lượng người khuyết tật trong năm tới sẽ tiếp tục gia tăng do xu hướng già hóa dân số, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người khuyết tật. Kinh phí hoạt động của Ủy ban được ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Cũng trong ngày 18 tháng 1, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Bình Thân 2016. Tại buổi lễ đã có 10 đơn vị cá nhân ủng hộ hơn 10 tỷ đồng. Qua 17 năm thực hiện phong trào, các cấp hội trong toàn quốc đã vận động ủng hộ được trên 3.700 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 16 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Năm nay, Trung ương Hội quyết định cấp tiền và hàng trị giá 5 tỷ 910 triệu đồng cho 53 trên 63 tỉnh thành để triển khai các hoạt động trao tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng thời ủng hộ hàng trăm triệu đồng bào dành tặng các cán bộ, chiến sĩ hải quan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua chương trình Xuân Trường Sa 2016. Nhằm tìm kiếm biện pháp giúp Việt Nam giải quyết các thách thức về quản lý tài nguyên nước, Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi quốc gia sáng kiến thông minh về nước. Cuộc thi đã chính thức được phát động vào Hà Nội vào ngày 18 tháng 1. Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, với dân số đứng thứ 3 Đông Nam Á và tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức liên quan đến nước. Mặc dù pháp luật về quản lý tài nguyên nước của Việt Nam trong những năm qua đã được đổi mới, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đi sâu vào cuộc sống của người dân. Nguồn nước ở Việt Nam thì nó xảy ra cái việc là đối với mùa mưa, mùa lũ thì thừa nước và sinh ra lũ lụt, và mùa khô thì thiếu nước và hạn hán. Một cái khó khăn nữa là cái việc kinh phí để mà thực hiện những cái triển khai, những cái quy định ở ngoài thực tế. Cuộc thi Sáng kiến thông minh về nước 2016 nằm trong khuôn khổ chương trình First Generation của Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Cuộc thi hướng đến các bạn sinh viên Việt Nam trên toàn quốc. Những sáng kiến dự thi có thể là ý tưởng mới hoặc đổi mới các giải pháp đã có sẵn. Thụy Điển đã từng là một nước rất ô nhiễm vào những năm 1970. Sau đó, chúng tôi dành rất nhiều ưu tiên vào việc tìm ra những sáng kiến thay đổi. Chúng tôi có nhiều công ty khởi nghiệp và công ty lớn, nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sạch. Chúng tôi từ một trong những nước ô nhiễm nhất trở thành một trong những quốc gia sạch nhất thế giới hiện nay. Và chúng tôi mong muốn giúp đỡ Việt Nam giải quyết những thách thức về sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả. Dành hơn 3,3% GDP đầu tư vào nghiên cứu, Thụy Điển nằm trong top 5 các nước trên thế giới đầu tư cao nhất về nghiên cứu và phát triển. Thụy Điển cũng vận dụng hiệu quả mô hình 3 liên kết giữa chính phủ, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Mình có tham gia một cái trại hè liên quan đến môi trường và mình có đến tham quan một nhà máy về hệ thống thoát nước của Thụy Điển. Thì mình có thấy là họ hoạt động rất là hiệu quả và tất cả các nước thải ở trong những cái hệ thống đấy đã được xử lý cực kỳ kỹ càng trước khi đổ ra biển. Thiết thực, tính khả thi trong thương mại và sáng tạo là những tiêu chí được đề cao tại cuộc thi. Bên cạnh cuộc thi sáng kiến thông minh về nước, Thụy Điển dự kiến sẽ hợp tác với Đà Nẵng trong vấn đề xử lý nước thải và xây dựng một nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Ngày 18 tháng 1 tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã trao tặng hệ thống bảng biển giới thiệu khu di tích trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long cho Ban Quản lý Hoàng thành của thành phố Hà Nội. Với sự tài trợ của chính phủ Australia, nhà sử học người Australia, giáo sư William Logan và tập thể chuyên gia về Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam đã phối hợp lựa chọn thông tin và hình ảnh minh họa cho 14 bảng biển chỉ dẫn cho du khách trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Các biển này được thiết kế và sản xuất tại Australia với các tiêu chuẩn về ngôn ngữ, quy cách, hình thức phù hợp và đạt chuẩn đối với một di sản thế giới. Khu di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2009 và được UNESCO ghi vào danh mục di sản thế giới năm 2010. Hỗ trợ đào tạo tiếng Pháp, bảo tồn di sản và phát triển du lịch là những lĩnh vực hợp tác với Việt Nam được cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vùng Wallonie-Bruxelles ưu tiên trong suốt 20 năm qua. Nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ vùng Wallonie-Bruxelles, hơn 1 triệu thước phim tài liệu quý giá của hãng phim tài liệu và khoa học trung ương đã được phục hồi. Với những kết quả đạt được, dự án này được đánh giá là một trong những điển hình trong lĩnh vực hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Bỉ. Đây là những thước phim tài liệu lịch sử có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, ghi lại những hình ảnh chân thực và sống động về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Indonesia tháng 8 năm 1959. Kho di sản tư liệu quý giá của hãng phim tài liệu và khoa học trung ương lưu trữ gần 12.000 cuốn phim có độ dài hơn 3 triệu mét, ghi lại rất nhiều những sự kiện chính trị quan trọng, những mốc son của cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 60 năm qua.
Đây chỉ là một trong 4.000 cuốn phim tài liệu, tư liệu quý giá của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, đã chút xíu nữa thì bị phá hủy bởi nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt trước khi được phục hồi, nâng cấp và bảo quản trong những điều kiện tiêu chuẩn với sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ vùng Wallonie-Bruxelles của Bỉ. Dự án nâng cấp và bảo quản kho di sản tư liệu quý giá này đã bắt đầu cách đây hơn 2 năm từ sau chuyến thăm của ngài Rudy Demott, Bộ trưởng thủ hiến vùng Wallonie-Bruxelles của Bỉ đến trụ sở Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tháng 4 năm 2013. Sau chuyến thăm này, chuyên gia Jean-Pierre Vacher, một chuyên gia nổi tiếng của Bỉ, đã được cử sang hãng phim để đánh giá hiện trạng kho tư liệu và xác định các phương án phục hồi, bảo quản tốt nhất trong điều kiện của Việt Nam. Ở Việt Nam, cũng như trên thế giới, phim tư liệu đang ở thực trạng báo động. Vì vậy, việc đầu tiên cần phải làm là khử mốc và vi khuẩn, phục hồi những thước phim bị hư hỏng nghiêm trọng nhất. Từ bản báo cáo chi tiết của chuyên gia Bỉ, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã lập dự án và được cấp một khoản kinh phí cần thiết để phục hồi và nâng cấp các thiết bị bảo quản phim tư liệu. Nhờ những thiết bị này, nhiệt độ trong kho luôn được duy trì dưới 16 độ C và độ ẩm từ 30 đến 40%. Cho đến giờ phút này chúng tôi đã phục hồi được trên 1 triệu mét phim. Và một số cái bộ phim nhựa quan trọng, chúng tôi đã có cái điều kiện kinh phí để telexin sang băng. Để khi chúng ta khai thác thì lấy từ băng thôi, còn cái bộ gốc phải đảm bảo nguyên, không sử dụng. Tôi vui mừng nhận thấy kho phim tư liệu của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã được bảo vệ tốt hơn. Bên cạnh cung cấp công nghệ và kinh nghiệm, thì điều quan trọng là các chuyên gia Bỉ đã giúp nâng cao nhận thức cho mỗi nhân viên về công việc họ vẫn làm hàng ngày. Bởi vì phim tài liệu là một phần ký ức của một dân tộc. Trong giai đoạn 2 của dự án, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tiếp tục phục hồi và bảo quản 2 triệu thước phim còn lại, đồng thời chuẩn bị quy trình số hóa kho tư liệu quý này. Nhân dịp Tết Nguyên đán đang tới gần, chương trình Cùng Bé Sáng Tạo Khám Phá Tranh Tết đã được tổ chức vào ngày 17 tháng 1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ của một dự án cùng tên, có mục đích giúp cho thế hệ trẻ hiểu thêm về giá trị, ý nghĩa của các dòng tranh dân gian Việt Nam, cũng như khơi gợi niềm yêu thích của các em nhỏ đối với văn hóa truyền thống. Chương trình năm nay đã thu hút được sự tham gia của hơn 400 bạn nhỏ. Chơi đố vui về tranh dân gian, tìm hiểu cách in vẽ tranh hay tham gia làm thiệp chúc Tết bao lì xì. Những hoạt động này của chương trình Cùng Bé Sáng Tạo Khám Phá Tranh Tết đã mang đến cho các em nhỏ một không gian trải nghiệm sáng tạo thú vị, giúp các bé được trực tiếp tham gia vào những hoạt động chuẩn bị cho một không gian văn hóa Tết Việt truyền thống. Đây là lần đầu tiên con tham gia vào chương trình hoạt động vẽ tranh ngày Tết. Con thấy rất thích tại vì con biết thêm được về nhiều loại tranh, ví dụ tranh đồng hồ, tranh hàng trống. Hôm nay con cảm thấy rất là vui vì được trải nghiệm các trò chơi, các cách làm tranh khi đến gần Tết. Con sẽ được tổ chức cho mọi người cùng với trò chơi này cũng có thể tự vẽ tranh và dạy các em ở nhà, các anh chị ở con với con thì cũng đó một Tết thêm sum họp vui vẻ hơn ạ. Không chỉ tạo ra sân chơi cho các bé, dự án Cùng Bé Sáng Tạo Khám Phá Tranh Tết cũng là hoạt động thiện nguyện kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Khi tới tham gia, các bé đã đóng góp một phần kinh phí giúp các bạn nhỏ ở tỉnh Cao Bằng có được cái Tết cổ truyền ấm áp hơn. Nhân dịp này, nhóm thực hiện dự án cũng ra mắt quỹ học bổng Cùng Bé Sáng Tạo. Quỹ được gây dựng nhằm duy trì và phát triển các chương trình khác trong tương lai và trao học bổng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài cái việc mà chúng tôi chỉ tổ chức cái sự kiện này, gây quỹ thiện nguyện này và chúng tôi thường là hướng về các bé ở các vùng cao, những cái nơi mà khó khăn, thì chúng tôi muốn rằng là dành một cái phần học bổng, tức là thu được từ cái tiền của dự án này, thu được từ cái việc mà chúng tôi bán tranh thiện nguyện này và chúng tôi lập ra một cái quỹ gọi là quỹ Cùng Bé Sáng Tạo. Đồng thời khi các bé tham gia trải nghiệm, các con được vui, bố mẹ cũng được vui và điều đấy thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã tạo nên một cái hiệu ứng xã hội tốt. Có một số các kiến thức mà đúng là mình cũng chưa biết thì mình cũng được hiểu sâu thêm. Và thứ hai nữa là mình cũng tìm lại cái cảm giác tuổi thơ mà mình nhìn lại những cái bức tranh dân gian mà khi mà còn nhỏ ấy. Là những cái bức tranh rất là màu sắc vào dịp Tết thì bố mẹ mua về rồi cùng nhau treo. Thì thực ra là bây giờ là đến Tết thì hầu như cái dòng tranh dân gian như thế thì bây giờ lại không có nữa. Sau buổi khai mạc ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các hoạt động của dự án Cùng Bé Sáng Tạo Khám Phá Tranh Tết sẽ được tiếp tục triển khai trong khuôn khổ triển lãm Nét Xuân vào ngày 21 tháng 2 tới tại số 5 Đào Duy Từ, Hà Nội.
Bản tin thời sự ngày 18 tháng 1 đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.